Biore được biết đến là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da nổi tiếng tại Nhật Bản. Bài viết này sẽ review tới các bạn về xịt chống nắng Biore có tốt không? Một mỹ phẩm thương hiệu Biore Nhật Bản. Thương hiệu mỹ phẩm Biore Nhật Bản được thành lập vào năm 1980 bởi tập đoàn Cao. Các sản phẩm của Biore rất đa dạng như sữa rửa mặt, sữa tắm, nước tẩy trang, kem chống nắng, xịt chống nắng, luôn được tin dùng không chỉ ở Nhật Bản mà nhiều nước trên thế giới. Các dòng mỹ phẩm thương hiệu Biore gồm có sữa rửa mặt Biore, Biore Pore Detox, sữa rửa mặt sạch nhờn và lỗ chân lông nhỏ mịn, sữa rửa mặt sạch mụn và kháng khuẩn, sữa rửa mặt sáng mịn và dưỡng ẩm, sữa rửa mặt trắng hồng tự nhiên. Tẩy trang Biore, Biore Perfect Cleansing Water Soften Up, Biore Perfect Cleansing Water Oil Clear, dưỡng ẩm Biore, Biore Moisture Jelly Lotion, Biore Moisture Wick Acid Water Moist Body, Biore Moisturizing Eye Pack, miếng dán lột mụn Biore, sản phẩm chống nắng Biore, kem chống nắng Biore và xịt chống nắng Biore, chăm sóc cơ thể, sữa tắm kháng khuẩn và dưỡng ẩm mịn da. Và mới đây, thương hiệu Biore đã cho ra mắt dòng sản phẩm xịt chống nắng Biore cho toàn thân chống nắng hiệu quả, bảo vệ da tốt nhất. 2. Xịt chống nắng Biore có tốt không? Xịt chống nắng Biore Nhật được đánh giá là vị cứu tinh cho những cô nàng bận rộn muốn chăm sóc và bảo vệ da trước tác hại của môi trường. Vậy xịt chống nắng Biore có tốt không? Ưu điểm của kem xịt chống nắng Biore UV Spray, khả năng chống nắng, công dụng Biore xịt chống nắng. Xịt chống nắng Biore có khả năng chống nắng như các loại xịt chống nắng, kem chống nắng khác, với các chỉ số SPF 53 giúp ngăn chặn 98% tác hại của tia UVA gây lão hóa, ung thư da và tia UVB. Sản phẩm kem chống nắng dạng xịt Biore có tính chất hóa học an toàn cho da, mặc dù vậy bạn cần xem chi tiết các thành phần và cân nhắc khi lựa chọn để không gây kích ứng da, nhất là da nhiều mụn và da nhạy cảm. Thành phần kem chống nắng Biore dạng xịt. Thành phần chính của kem chống nắng dạng Biore xịt bao gồm alcohol, methyl methacrylate, cross polymer, ethyl hexin, methoxycinamide, C1215, alcohol benzoate, 3 glycerin, cyclopentasilosan, pack 12 dimethicone, squalane, fragrant, pack VPG, polybutylene glycol trừ 8/5, polymethyl eusexkiosan, bisethyl hexylosifinol, methoxyphenyl triazine. Thiết kế xịt chống nắng Biore. Một ưu điểm của xịt chống nắng Biore cho mặt và toàn thân là phần thiết kế khá bắt mắt. Màu sắc nhẹ nhàng, vòi xịt phun sương mềm mại, thẩm thấu nhanh, đầy đủ thông tin trên bao bì để người sử dụng có thể tin tưởng và hiểu rõ hơn về sản phẩm. Giá bán xịt chống nắng Biore. Xịt chống nắng Biore cho mặt và toàn thân UV Perfect Spray SPF 53 được nhiều người tin dùng và có bán tại nhiều nơi, qua mạng online, các cửa hàng mỹ phẩm, nhà thuốc với các mức giá khác nhau cạnh tranh. Do vậy, để có thể mua được hàng chính hãng với giá tốt, bạn nên tìm mua tại các cơ sở uy tín để đảm bảo chất lượng cũng như không bị mua quá đắt. Cách sử dụng kem xịt chống nắng Biore UV Perfect Spray cũng giống như các sản phẩm khác. Sử dụng kem xịt chống nắng Biore UV Perfect Spray gồm các bước cơ bản sau. Lắc kỹ chai xịt trước khi dùng, dùng chai xịt đều lên da trước khi ra ngoài và xịt lại sau 4 giờ. Hiệu quả có tác dụng ngay sau khi sử dụng và kéo dài nhiều giờ nên chỉ cần dùng ngay trước khi ra ngoài. Kem xịt chống nắng Biore có ưu điểm khí bị trôi khi tiếp xúc với nước nên thích hợp cho mọi hoạt động thể thao ngoài trời. Bơi lội khả năng chống nước và mồ hôi tốt. Nhược điểm xịt chống nắng Biore, do chứa cồn nên dạng kem lỏng, hạn chế sử dụng cho da nhạy cảm nên xịt ở tay rồi thoa lên mặt vì nhiều người khó chịu với mùi của xịt. Tia xịt khá mạnh nên lượng kem ra ngoài khá nhiều nên khó cân đối được. 3. Đánh giá của người dùng về mỹ phẩm Biore. Chị Vi, nhân viên văn phòng, mình có dùng thử sản phẩm này rồi, thấy tiện hơn kem chống nắng thông thường, phải cần nhiều thời gian để bôi. Nhiều lúc vội quá quên dùng nên chuyển sang dùng loại xịt này vừa nhanh vừa tiện. Chị Cúc, kế toán, ngồi văn phòng điều hòa nhiều da khô và sạm đi nên có tìm hiểu vài sản phẩm như xịt khoáng, dưỡng da và kem chống nắng, thấy có xịt chống nắng Biore dùng rất thích, tiết kiệm nữa. Xịt chống nắng Biore có lẽ cũng là một trong những sản phẩm lý tưởng dành cho mùa hè năm nay với những ưu điểm của nó giúp bảo vệ da hiệu quả nhất. Hy vọng đây là thông tin bổ ích giúp bạn có thêm sự lựa chọn cho những chuyến du lịch sắp tới. Giá bán, sản phẩm xịt khoáng xịt chống nắng Biore cho mặt và toàn thân UV Perfect Spray SPF 50 và 75ml của thương hiệu Biore được rất nhiều người, nhất là giới trẻ teen sử dụng rất nhiều vì mức giá rất ổn định hợp lý. Hợp túi tiền cho nhiều người muốn sử dụng, sản phẩm cũng được bán rất nhiều tại các siêu thị lớn.
trung tâm thương mại và được bán với giá 170.000 đồng. Link mua sản phẩm xịt chống nắng Biore mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.